hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, cầu Phật Phật độ, xóa sạch tai ương, tránh xa vận hạn, thoát kiếp bần hàn, tiền vàng chất đống, đúng tháng 7 âm lịch 2024, ung dung hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sung sướng nếu biết trước được điều này. Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thân mến, trong xã hội này, nhiều người phấn đấu hết mình cả một đời tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng cũng không đạt được thành tựu như ý, nhiều người rất giỏi nhưng lại không thành công bằng người không có tài năng. Nếu thành công hay sự sướng khổ của đời người không phải do tài năng hay bản sự, vậy đáp án nằm ở đâu? Người xưa bảo, có đức mặc sức mà ăn, tích đức tổn đức, trí tuệ của cổ nhân rất thâm sâu, có lẽ câu trả lời nằm ở chữ đức mà ra. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu về vận trình tử vi tháng 7 âm lịch 2024 của con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, cũng như chia sẻ các cách để hóa giải, cầu may đến với gia tộc và bản thân con giáp này. Vậy cụ thể như thế nào? Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị cùng chương trình tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Tổng quan tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người, họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, tuổi Kỷ Hợi được mọi người xung quanh quý mến tôn trọng, nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi Kỷ Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn bất hạnh của người khác. Bởi vậy, tuổi Kỷ Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất cứ điều gì, họ hoàn toàn không phải là những cái lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà đơn giản. Tuổi Kỷ Hợi luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết, trong con mắt của mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng, họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo ai, mặc dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Kỷ Hợi, họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Kỷ Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng 9 điều lành, bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, tuổi Kỷ Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Kỷ Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Sự thật thà, chân thành giúp tuổi Kỷ Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, đi đến đâu tuổi Kỷ Hợi lại có người yêu quý ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương, ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè. Bình thường tuổi Kỷ Hợi là những người không thích tranh chấp, đôi co với người khác, nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng qua đi và tuổi Kỷ Hợi sẽ không thù hận để bụng bất kỳ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Kỷ Hợi, họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người tuổi Kỷ Hợi dù là nam hay nữ đều không có khái niệm nguyên tắc sống. Bởi vậy, họ vô tư thoải mái làm những điều mình thích mà không cần đắn đo suy nghĩ. Những người này không chỉ có tấm lòng vị tha, trái tim nhân hậu,
mà họ còn là những người vô cùng phóng khoáng, rộng rãi. Bởi vậy, họ luôn cố gắng giúp đỡ những người khó khăn, thậm chí chia sẻ tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Tuổi Kỷ Hợi là những con người đầy năng động, sáng tạo và nhiệt tình. Họ sẽ không bao giờ vắng mặt trong những buổi họp giao lưu, gặp mặt, tham gia công tác xã hội và những hoạt động tập thể, giúp họ thư giãn thoải mái và hoàn thiện bản thân mình hơn. Phụ nữ tuổi Kỷ Hợi sẽ là mẫu người lý tưởng đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng đoan trang, vừa là những người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, cô nàng tuổi Kỷ Hợi sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng con và mái ấm gia đình. Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để những người thân trong gia đình mình được sung sướng đầy đủ. Tuy nhiên, với tính cách rộng rãi, phóng khoáng, những cô nàng này lại không giỏi trong cách quản lý tài sản, chi tiêu tiền bạc. Tuổi Kỷ Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Kỷ Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất tuổi Kỷ Hợi có sự thông minh và quyết đoán, họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc, có người nhăn nhó khó chịu, có người kêu ca chán nản. Tuổi Kỷ Hợi lại khác, họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén giúp những người này vượt qua khó khăn. Tuổi Tân Thới cảm thấy khó khăn trong việc nói lời từ chối giúp đỡ một ai đó, thậm chí trong những trường hợp vượt quá khả năng của mình, lời từ chối khiến họ vô cùng áy náy, có lỗi. Khi làm việc tập thể những sai lầm người khác trốn tránh không thừa nhận, thì tuổi Kỷ Hợi lại dũng cảm trách nhiệm về mình, họ xứng đáng là một tấm gương sáng để được mọi người ca ngợi, học tập. Tuổi Kỷ Hợi dễ dàng trao niềm tin của mình cho bất kỳ ai, dù là những người mới gặp gỡ, sự cả tin ấy đôi lúc khiến họ vấp phải những sai lầm thất bại trong cuộc sống. Khi ấy, tuổi Kỷ Hợi thường đổ lỗi cho số phận, tỏ ra bất cần và chán nản. Trạng thái khủng hoảng nhất xảy ra khi họ phát hiện người mình đã từng tin tưởng lại lừa gạt, lợi dụng và hãm hại mình. Người tuổi Kỷ Hợi thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình, ví dụ ăn đêm, uống rượu, đi du lịch, mua sắm. Không ít những người tuổi Kỷ Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt, điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Theo tử vi tuổi Kỷ Hợi, vào đầu tháng Cô Hồn, có tứ hành xung xuất hiện trong tháng này, cho thấy con giáp tuổi Kỷ Hợi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều trước khi ra quyết định. Bạn thiếu đi sự tự tin vốn có, làm cái gì cũng có cảm giác không chắc chắn, lo sợ. Nguyệt lệnh tuyệt cho thấy, sau một thời gian dài nỗ lực mà không trở thành một người thành công, có sức ảnh hưởng đủ lớn như bạn từng mong muốn, khiến cho con giáp tuổi Kỷ Hợi có cảm giác mất phương hướng. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh không chung thủy sẽ gây ra những căng thẳng không hay, nhất là những ai lẳng lơ, sẽ chỉ càng khiến cho cơn ghen của đối phương ngày càng trở nên tệ hại hơn mà thôi. Công việc tháng này của bản mệnh không được tốt, có thể ban đầu bạn rất hào hứng, nhưng khi gặp khó khăn lại dễ nản lòng, nhất là khi thấy tình hình cạnh tranh quá khốc liệt, là ngay lập tức bạn không muốn cố gắng nhiều thêm nữa. Bù lại nhờ thiên đức bảo hộ, nên người tuổi Kỷ Hợi vẫn có cơ hội để thăng tiến chức, phát tài, phát lộc. Tiền bạc của bạn đã nhiều hơn trước, tuy là không đạt được chỉ tiêu về con số bạn đề ra quá cao và khác xa so với năng lực hiện tại. Thay vì buồn thì hãy học hỏi, không ngừng trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nếu cảm thấy mất phương hướng thì có thể tìm tới một mô hình thành công mà bạn mong muốn và bắt chước theo, tránh việc làm sai rồi sửa, sẽ chỉ tốn thêm nhiều thời gian và công sức. Chi tiết, cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Kỷ Hợi âm lịch, tam bích bay về phương Tây Nam, mệnh chủ dễ vướng vào những rắc rối. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc dính dáng đến pháp luật hay kiện tụng nữa. Công việc của bạn tuy đã có chút thành quả, nhưng công sức bạn bỏ ra quá lớn, chưa tương xứng với nỗ lực của bạn suốt nhiều năm qua. Đã đến lúc bạn cần chững lại một thời gian để thoát ra khỏi sự bận rộn, tìm cách để làm việc thông minh hơn, không nhất thiết phải tốn quá nhiều sức lực hay tiền bạc. Người có năng lực cũng không thể đảm bảo rằng bạn luôn thành công, hãy học hỏi người đi trước và học tập từ mô hình nào mà bạn thấy phù hợp với mình nhất.
Thời gian tháng cô hồn này rất phù hợp để bạn tiếp tục học tập và thực hành những gì được học vào thực tế. Khi năng lực được cải thiện thì mọi việc sẽ lập tức hành thông, không còn chỗ cho cảm giác thiếu tự tin hay mông lung nữa. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 7 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy thiên tài ghé thăm mang lại cơ hội gia tăng tài sản cho con giáp tuổi Kỷ Hợi. Với nguồn thu trong 6 tháng đầu năm, bạn đã có được một khoản tiền kha khá. Nếu mua nhà, mua xe lúc này thì cũng nên cân nhắc ưu và nhược điểm của nó trước khi ra quyết định bạn nhé. Mục tiêu tài chính của bạn thực ra chưa được hoàn thành, nhưng đã thực sự khởi sắc và cho thấy rằng bạn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, bạn nên điều chỉnh kế hoạch tiền bạc một chút để cho thấy rằng bạn còn có thể vượt xa con số hiện tại. Bạn đủ năng lực nhưng chỉ là lâu nay bạn đang giới hạn khả năng của mình mà thôi. Không ít khi con giáp tuổi Kỷ Hợi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, có xu hướng tìm chỗ nào đó để vui chơi và quên áp lực. Việc chuyển sự chú ý của mình vào chỗ khác khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, nhớ giới hạn số tiền được tiêu cho các cuộc vui của mình nếu không muốn rơi vào tình trạng thiếu thốn như trước đây. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi tuổi Kỷ Hợi tháng 7 âm lịch năm 2024 chỉ ra rằng phương diện gia đạo của con giáp Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm Giáp Thìn có khá nhiều tin vui. Các thành viên hòa hảo, tôn trọng nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm, lịch trình của bạn khá bận rộn nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của một nửa nên không có điều gì quá rắc rối xảy ra. Trong các cuộc bàn bạc lấy ý kiến của mọi người, bản mệnh đừng cố chấp, có thể do mệnh có bệnh nên con giáp tuổi Giáp Thìn dễ giận hơn và thiếu đi sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé, họ nhường cho bạn là vì họ quý trọng mối quan hệ giữa hai người, chứ không phải vì họ sai. Những cặp đôi lúc này rất biết cách để cân bằng lại cuộc sống, nhiều người có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Dù bận rộn nhưng bạn vẫn sắp xếp công việc để tách biệt với cuộc sống riêng của mình. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng mới, thiên nguyệt hung tinh cho thấy người tuổi Kỷ Hợi đang trải qua giai đoạn rất áp lực. Bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng, nhiều đêm mất ngủ, gây bất lợi cho sức khỏe. Cơ thể yếu nhượng một phần vì bạn bỏ bê việc tập luyện để theo đuổi kế hoạch trong công việc. Đó là lý do tháng này bản mệnh rất dễ ốm đau, bệnh tật. Nếu có thể cân đối lại thời gian bằng việc lập kế hoạch, chi tiết cụ thể hơn để biết tập trung việc gì thì bạn sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều. Tháng 7 âm lịch dễ có mưa bão, sấm chớp, do đó đi đâu cũng nhớ chuẩn bị trang phục phù hợp, nhất định vầy tránh việc dầm mưa, dãi nắng. Nếu không bạn sẽ dễ bị ốm và nhập viện, âm khí tháng cô hồn gia tăng nên hãy tìm cách giữ cho cơ thể ở trạng thái ấm hơn, không nên quá mát, quá lạnh. Tiếp theo là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tháng 7 âm lịch này, vận trình tài lộc lên bổng, xuống trầm, mới đó thực thần trao cho vận may tiền bạc lớn bất ngờ, bản mệnh cũng nhanh nhạy nắm bắt được. Nhưng nguy cơ phá tài, hao lộc có thể đến bất cứ lúc nào khi mà kiếp tài vẫn đang rình rập xung quanh chờ thời cơ phá hoại. Công việc của bản mệnh trong tuần về cơ bản khá ổn định, không có nhiều biến cố xảy ra trong khoảng thời gian này, bản mệnh cũng đang làm rất tốt việc của mình và được cấp trên đánh giá cao. Chính quan cho thấy, cấp trên khá ưu ái và dành nhiều cơ hội để phát triển cho con giáp này. Tuy nhiên, tới cuối tuần có thể xảy ra chút rắc rối trên chặng đường công danh phía trước. Thiên quan báo thị phi sắp ập tới, kẻ xấu đâm đặt chuyện sai lệch với sự thực để đe dọa phá hoại thanh danh của con giáp này, cần vững vàng tinh thần để đối phó với những thủ đoạn của kẻ xấu kia. Với người tuổi Kỷ Hợi tuần này tràn đầy những sóng gió, đường tình cảm duyên phận ngặt nghèo, bách việt trợ lực đào hoa, nhưng đào hoa vượng lại biến thành đào hoa dữ. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Sửu. Màu sắc may mắn, xanh lá, tím. Con số phát tài, 27, 03, 84. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến 15 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi trong tử vi tuần từ 8 cho đến 15 tháng 7 2024 có chút may mắn hơn so với những con giáp khác. Thiên đức quý nhân cho cơ may phát tài, phát lộc, thăng quan, tiến chức. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp này có thể tiến rất xa trong tuần này. Công việc được quý nhân giúp đỡ, dù có những trắc trở và khó khăn, không tránh khỏi những vận gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã định. Chính quan trợ vận, bản mệnh phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình và có được những hướng đi mới trong tương lai.
tài vận sáng bản mệnh chẳng những thu nhập từ công việc chính ổn định, mà nếu bung ra làm kinh doanh thì cũng được các thần hỗ trợ, nâng đỡ cho vượt qua những khó khăn lúc ban đầu. Thực thần che chở, song bản mệnh đừng quá ỷ thế được các thần giúp đỡ mà không chịu cố gắng, bởi chẳng có gì tự nhiên mà có đâu. Đường tình duyên có phần khởi sắc nhưng chưa được rõ rệt cho lắm. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Sửu, Thìn, màu sắc may mắn, tím, trắng, con số phát tài, 56, 08, 79. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 7 âm lịch. Với người tuổi Kỷ Hợi, tử vi tuần mới hung cát đan xen, có nhiều điều khó nói trước là hung hay cát. Mặc dù tử vi cát tinh trợ lực sự nghiệp thăng tiến, song có vẻ hung họa vẫn còn rất nhiều, kéo vận trình công danh của con giáp này càng ngày càng thêm sa sút. Vừa gặp thiên quan chưa ứng phó xong với họa tiểu nhân, đã gặp phải thương quan, bản mệnh điêu đứng vì không tìm thấy lối thoát cho mình trong vận trình tuần mới. Có lẽ người tuổi Kỷ Hợi phải xem xét lại chính bản thân mình, làm việc nghiêm túc và cẩn trọng hơn để tránh những sai sót có thể xảy ra, cũng như hạn chế bị tiểu nhân bắt thóp. Tài lộc trong tuần này của người tuổi Kỷ Hợi bù lại rất nhiều, lộc lá nhiều không đếm xuể, trong những thu nhập chính có phần tăng, thu nhập phụ ngoài luồng của bản mệnh cũng có những tín hiệu đáng mừng. Thêm vào thực thần luôn ở bên che chở, nên dù là người làm công ăn lương hay người buôn bán, cũng chẳng lo thiếu tiền tiêu. Đường tình duyên kém sắc đào hoa phai màu, người đã có gia đình thì mải mê với chuyện kiếm tiền mà buông lơi việc quan tâm, chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Quý nhân, Thân, Tỵ, tiểu nhân, Sửu, Mùi, màu sắc may mắn, vàng, nâu, con số phát tài, 31, 50, 79. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Kỷ Hợi, tử vi tuần này hung vận lấn át, điềm báo chẳng lành có thể xảy ra. Tuy nhiên, đường tài vận của con giáp này lại khởi sắc rực rỡ, xứng đáng là điểm sáng khiến cho bản mệnh không khỏi mừng vui sau những nỗi buồn về công việc. Chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, túi tiền của bản mệnh chỉ đầy, chứ không vơi vì tiền bạc vào nhiều không kể xiết. Dù là dân văn phòng hay giới kinh doanh, cũng sẽ có được cơ hội kiếm tiền khá lớn. Có điều, trong tháng có hung tinh tiểu hao, đừng tiêu xài phung phí quá mức, kẻo phí hoài công sức kiếm tiền. Công việc khá suôn sẻ, vào thời điểm đầu tuần khi mà ấn quan tương trợ, hiệp sức cùng giúp cho bản mệnh hoàn thành công việc như dự định. Nhưng có chút vấn đề xảy ra khi bắt đầu từ giữa tuần và thăng bằng trong công việc của bản mệnh bị phá vỡ, có nhiều chuyện xảy ra khiến bạn không kiểm soát được công việc như mong đợi. Tình duyên trong tuần này không có gì thay đổi, cuộc sống lương duyên êm đềm và hạnh phúc. Nhưng nếu sinh vào những tháng còn lại của lịch âm, thì tình duyên sẽ có sự thay đổi từ 2 đến 3 lần, khó mà đạt được cuộc sống êm đẹp một vợ, một chồng. Quý nhân, Dần, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Dậu, màu sắc may mắn, hồng, cam, con số phát tài, 30, 14, 86. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Trong tháng 7 âm lịch, đón vận may tài lộc, vượng phát đủ đường, địa vị nâng cao, giàu sang phú quý, người người ngưỡng mộ. Hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé! Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 1 âm lịch. Tháng giêng rơi vào tiết Tân Xuân, người tuổi Kỷ Hợi sinh thời điểm này trong năm thông minh mà hiền đức, là người có địa vị được tôn trọng nể vì danh lợi hanh thông, phúc lộc tự tới có thể làm nên đại nghiệp. Sinh vào tháng 1 âm lịch trong năm, tuổi Kỷ Hợi có cá tính khá mạnh, song về bản chất là người sống biết trước, biết sau, kính già, yêu trẻ, thích giúp đỡ người khác, dù có khó khăn cũng không bao giờ thoái thác trách nhiệm, là người dám chịu trách nhiệm. Sống phóng khoáng, thoải mái, hòa đồng với mọi người, nên con giáp này có rất nhiều bạn bè, có mối quan hệ xã giao càng ngày càng mở rộng. Họ còn có khả năng lãnh đạo nên dễ dàng đạt nhiều bước thăng tiến trên con đường quan lộ. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 2 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi theo tháng sinh, người sinh vào tháng 2 âm lịch trùng với tiết Kinh Chập, đa phần dễ làm nên thành công vang dội. Địa linh nhân kiệt, bản mệnh hấp thu tinh khí đất trời, thông tuệ hơn người, có tài thiên phú sống đức độ, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều chuyện may mắn. Sinh vào thời điểm này trong năm, tuổi Kỷ Hợi là người có số mệnh phú quý, họ giàu sang nhưng cao nhã, không hề thô tục. Đây là người vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống, yêu đời mà cũng yêu người. Xét về tài lộc thì tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 2 âm, chẳng lúc nào thiếu tiền tiêu, họ không quá coi trọng tiền bạc, rất thoải mái trong chuyện chi tiêu, cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ túng thiếu. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 3 âm lịch.
Tháng 3 âm là tiết thanh minh, người tuổi Kỷ Hợi có tháng sinh này sức khỏe cực kỳ tốt, có thể nói là tốt nhất trong 12 tháng sinh. Tính tình thẳng thắn, cương trực, song có khi vì thế mà đắc tội với người khác, tự tạo kẻ thù cho mình, ý chí cao chẳng muốn nhờ cậy ai, sống thanh cao được nhiều người ngưỡng vọng. Người này không được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em mọi thứ có được trong tay là do chính mình làm nên. Họ có thiên hướng về nghệ thuật nên phát triển theo hướng này. Tuổi Kỷ Hợi sinh vào tháng 3 âm lịch, luôn tạo áp lực cho chính mình hay vất vả chạy vạy ngược xuôi, nhờ vào tài trí cùng nhân phẩm, ý chí phấn đấu và tinh thần nhiệt tình, họ có thể tạo cho mình môi trường sống khá tốt, hậu vận tốt, an nhàn hưởng phú quý. Vận mệnh người tuổi Kỷ Hợi sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm là tiết bạch lộ, tuổi Hợi sinh tháng này trời sinh có quyền uy, có tài lãnh đạo, sự nghiệp thành công, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống sau này an lạc, giàu sang nhưng phải vượt qua khổ nạn trước mắt mới có được. Đây là người có chủ kiến, tuy họ sống thanh đạm nhưng biết cách thưởng thức cuộc sống, dù không có ai giúp đỡ thì vẫn sống thoải mái theo ý mình, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống khác với người thường. Người này thường không được cha mẹ thương yêu, anh chị em quan tâm nên học cách tự lập từ sớm. Số mệnh không quá tốt đẹp, mọi thứ có được do chính tay mình làm ra. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Sơ lược tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Những người sinh năm Kỷ Hợi 1959 cầm tinh con lợn, heo, người tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, bình địa mộc, cây đồng bằng. Những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm hợp với những người mệnh thủy, mệnh hỏa và mệnh mộc, xung khắc với người mệnh kim và mệnh thổ. Hướng và màu sắc hợp với người tuổi Kỷ Hợi. Người tuổi Kỷ Hợi hợp các hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây. Họ kỵ các hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam. Màu sắc hợp với người tuổi Kỷ Hợi nên mang sắc màu thuộc hành mộc như xanh lá cây, xanh rêu, xanh bạc hà, xanh nõn chuối. Bên cạnh các màu tương hợp thì màu sắc hợp nhất với tuổi Kỷ Hợi phải kể đến là các màu tương sinh thuộc thủy như màu đen, xanh đen, xanh dương. 1. Tượng heo phong thủy. Trong phong thủy, lợn mang lại may mắn cho gia chủ và đại diện cho sự thịnh vượng, giàu có và khả năng sinh sản, thành công trong công việc. Ngoài ra, lợn còn tượng trưng cho sự đầy đủ thức ăn, niềm vui vật chất, sự an toàn trong nhà. Trong âm dương, lợn thuộc âm tính. Chúng là món quà quý giá cho những đối tác làm ăn hoặc cho người thân trong lễ khai trương cửa hàng. Một cặp lợn cũng là món quà ý nghĩa cho người bạn đời để tăng khả năng thụ thai và mong có nhiều con. 2. Tượng dê phong thủy. Vì sự liên hệ đơn giản về mặt văn tự giữa dương và tường khiến một loài động vật như dê đã trở thành vật mang ý nghĩa may mắn. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, đặt biểu tượng con dê phong thủy ở hai bên đầu giường của người bệnh có tác dụng mang lại sức khỏe và giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng. Và khi công việc của bạn không thuận lợi hoặc bạn bị nhiều điều thị phi của tiểu nhân, hãy sử dụng biểu tượng dê hóa giải tình trạng đang gặp phải. Đặt các tượng hình con dê tại bàn làm việc sẽ giúp chủ nhân luôn giữ được sự điềm đạm, tĩnh tâm, tốt cho các mối quan hệ giao tiếp. Nó cũng có tác dụng bồi đắp làm tăng thêm lòng kiên trì và ý chí phấn đấu của chủ nhân. Khi công việc gặp khó khăn, trở ngại hoặc bị nhiều điều thị phi của tiểu nhân, hãy sử dụng biểu tượng dê hóa giải tình trạng trên. Trong âm dương, dê tượng trưng cho quẻ đoài, biểu hiện cho sự nhanh nhẹn vui vẻ, lợi cho con cái nên nó còn dùng để tăng cường quan hệ gia đình, cầu sinh con cái. Dê đồng mang cát khí kim bổ trợ cho cát tinh lục bạch, nhất bạch, vượng tài, tăng cường may mắn, cầu con cái. Chế hòa các hung tinh, nhị hắc, ngũ hoàng, ngũ quỷ, họa hại. 3. Tượng mèo phong thủy. Theo các chuyên gia phong thủy, màu sắc cũng như tư thế giơ tay khác nhau của mỗi tượng mèo thần tài lại mang ý nghĩa không giống nhau. Nếu mèo giơ tay trái là con đực, biểu tượng thu hút tiền tài, sự an khang, thịnh vượng, công danh sự nghiệp phát triển, thích hợp bày trong văn phòng, nơi làm việc, cửa hàng. Nếu mèo giơ tay phải là con cái, mang ý nghĩa nạp phúc, an khang, gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa chào hỏi khách hàng, thích hợp để bài trí ở cửa hàng hoặc nhà riêng. Về màu sắc, bản thân mèo là động vật có tính ôn hòa,
nên những màu nền nã được coi là thích hợp với biểu tượng mèo, nhất là màu trắng hoặc hồng. Nhưng khi trưng mèo phong thủy để hút tài lộc, người ta chọn mèo màu vàng, kim mão, đi kèm với biểu tượng của chậu tụ bảo, nén vàng, tượng trưng cho vàng son, tài lộc. 4. Tượng tỳ hưu phong thủy. Những tỳ hưu có thể mang lại sự may mắn, những điều tốt lành và tài vận tốt cho gia chủ khi nó hợp với bản mệnh của gia chủ. Tỳ hưu có rất nhiều màu sắc khác nhau nên bạn có thể chọn lựa tùy theo sở thích cũng như hợp với bản mệnh của mình. Nếu bạn lựa chọn tỳ hưu phong thủy một cách bừa bãi, không hợp theo bản mệnh thì nó sẽ trở nên vô tác dụng. Nếu như bạn chọn lựa tỳ hưu hợp với bản mệnh của mình thì nó sẽ giúp cho bạn có được nhiều may mắn, sức khỏe tốt và sự hưng vượng cho gia chủ. Những người mạng thủy nên chọn tỳ hưu có màu trắng hoặc màu bạc vì những màu này thuộc hành kim. Mà theo ngũ hành thì kim sinh thủy nên sẽ rất tốt, sở hữu những tỳ hưu có màu hợp mạng như vậy sẽ khiến cho những người có mạng thủy được nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp. Những người mạng hỏa nên chọn tỳ hưu phong thủy có màu xanh, đỏ, hồng, trắng tím vì nó hợp với những bản mệnh hỏa và mang lại may mắn, sự thịnh vượng cho gia chủ. Nên tránh dùng những màu như đen, xanh nước biển vì nó thuộc về hành thủy sẽ khắc những người mạng hỏa, nó sẽ phá tài vận cũng như sự may mắn của gia chủ. Những người mạng mộc chọn tỳ hưu có những màu như đen, xanh lam, xanh da trời, xanh nước biển, xanh lá cây, màu gỗ, vàng sẫm, nâu đất và các loại hóa thạch thì sẽ thu hút được nhiều tài lộc vì nó hợp với mạng mộc của gia chủ. Nên tránh dùng những màu như trắng, bạc, những màu này thuộc hành kim mà kim lại khắc mộc nên sẽ không mang được điều lành đến cho gia chủ. Tương tự thì những người mạng kim nên dùng những màu như vàng sậm, nâu đất, bạc, trắng, xanh lá và không nên dùng những màu đỏ, hồng tím vì hỏa khắc kim. Những người mạng thổ nên chọn màu đỏ, tím, nâu đất, hồng, đen, xanh biển và không nên chọn những màu xanh lá cây vì nó thuộc hành mộc mà mộc lại khắc thổ đem đến những điều không tốt cho gia chủ. 5. Tượng thiềm thừ phong thủy. Đây là con cóc đặc biệt vì nó chỉ có ba chân và có biệt tài nhả ra tiền. Theo truyền thuyết, cóc ba chân vốn là yêu tinh, được ông tiên Lưu Hải thu phục, cải tà quy chính, đi khắp nơi nhả tiền giúp người nghèo. Về sau, người đời tôn xưng là con vật quý biểu tượng cho vượng tài. Bày cóc thiềm thừ phải hướng đầu của nó vào trong cửa hàng, công ty hoặc nhà ở, hoặc từ ngoài hướng vào trong cổng để hứng tiền vào nhà. Tránh đặt cóc hướng đầu ra ngoài cửa, kể cả cửa sổ. 6. Kỳ lân phong thủy. Lân là con cái, còn con được gọi là kỳ, nên được gọi chung là kỳ lân. Kỳ lân thuộc loài nai, hình dáng giống con hươu, mình vằn, đuôi giống như đuôi trâu, vú trông giống như vú ngựa. Có một sừng trên đầu, tính rất hiền lành, không ăn thịt các con vật khác, chỉ ăn cỏ nên gọi là nhân thú, con thú có lòng nhân từ. Mỗi khi nơi nào có kỳ lân xuất hiện thì nơi đó có thánh nhân ra đời cứu giúp dân chúng. Do đó, kỳ lân báo hiệu điểm lành, sắp có thái bình thịnh vượng. Tương truyền khi bà Trưng mang thai Đức Khổng Tử, bà mơ thấy một con kỳ lân xuất hiện, đi đến trước mặt bà thì nó phục xuống, nhà ra một miếng ngọc xích trên đó có đề chữ, con nhà thủy tinh, nối đời suy châu mà làm vua không ngôi. 7. Phật bản mệnh tuổi Kỷ Hợi. Phật bản mệnh cho người tuổi Hợi là Đức Phật A-di-đà, hay còn gọi là Phật Vô Lượng Thọ, Đức Phật Ánh Sáng. Ngài là người bảo vệ, che chở, phù hộ độ trì cho người tuổi Hợi có cuộc sống bình an và thuận lợi. Tùy vào từng tuổi Hợi cụ thể, Đức Phật A-di-đà sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Về diện mạo, Đức Phật A-di-đà có tóc xoăn búi ốc, ánh mắt hiền từ nhìn xuống. Ngài có nụ cười mỉm thể hiện sự thông cảm và cứu độ cho chúng sinh. Phật A-di-đà mặc trang phục màu đỏ, tượng trưng cho màu mặt trời lặn ở phương Tây, hoặc ngài cũng có thể khoác lên mình áo khoác vuông ở cổ, ngực thêu chữ Phạn. Đức Phật Vô Lượng ở trong tư thế đứng hoặc ngồi. Tư thế đứng của ngài hay còn được gọi là Di-đà phóng quang, tay trái đưa ngang bụng, tay phải chỉ xuống và hai lòng bàn tay hướng ra ngoài. Trên mỗi bàn tay, ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau tạo thành hình vòng tròn. Ngoài ra, Đức Phật Ánh Sáng cũng có thể ngồi thiền tại tòa sen. Hai tay ngài để ngang bụng, lòng bàn tay trái ở dưới lưng bàn tay phải, đồng thời hai ngón tay cái chạm vào nhau. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe,
hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.